Mẹ đẩy ra. Có trình độ hai đứa đụng nhau này đó. Ủa sao xuống rồi con? Nhỏ quá, cái chân nó ngắn rồi, đạp không tới. Đạp không được không anh? Rồi, con bẻ rồi. Để chân thắng đó, để chân thắng đó. Trời, cho em lên ngồi chung đó, đi. Đó, kìa, chạy em. Chạy đi. Lùi lại đi con, lùi lại đi. Ngồi. Rồi, bỏ chân ra, rồi. Chạy, để lên kia. Vô bỏ này luôn. Rồi, rồi từ từ, thả cái chân thắng đó, lùi cái chân thắng rồi á. Nó chạy được rồi bé ơi, một lối này. Dòng lên.